bị quánh rồi, thằng này đâu có biết. Mà tới tuần biết thì nói em nó, ô thằng này cũng bà con em tao thì xuống vậy rồi nó binh. Mới đầu đâu có biết. Ở sao thằng này ở trước mặn, thằng ở trước thằng sau, thằng này nó nấu cơm hay nó làm gì đó rồi bị quánh rồi, thằng này đâu có biết. Mà tới tuần biết thì nói em nó, ô thằng này cũng bà con em tao thì xuống vậy rồi nó binh. Mới đầu đâu có biết thì binh, mạnh ai nó đi thôi rồi nó bị quánh nó cũng đâu nói dùng vợ hết mà. Rồi lên hết rồi, rồi sao nó biết rồi nó mới nói lại em nó đồ này kia, nó mới dắt về đây nè. Mà mấy người chở nó nói ngay điện về nó thương ơi, mà nó biết nhà biết cửa gì không, thằng này nó nói em bao xe đi rồi mà không có biết, bây giờ nó ở đây nè. Rồi mấy ông kia sợ mày có nói dốc không thương, nói mẹ em nè, quay lên mẹ em nè. Rồi gì cơm nước lo đồ đàng hoàng cho nó chứ đâu có phải mà đưa qua nữa để ông thấy qua đâu, rồi không cho nó ăn uống đồ này kia đâu có được. Dạ. Ở đâu đó đàng hoàng, tôi ở đây tôi cũng đi cúng kiến, tôi nhà tôi cũng hiền. Thôi bây giờ con xác định hết rồi, tại vì nè thứ nhất là anh Thương á, anh gặp bé này nó khờ rồi, nó phải nói là nhìn rất khờ á, ảnh dẫn về đó là một cái tâm ảnh tốt rồi. À, về đây thì cô cũng có những nhận định là bé nó khờ, thì cô cũng đã có đi mua đồ nè, ăn thì uống rồi nọ cô lo ha. Thì ở đây ai cũng biết nè. Dạ, tới hôm nay bé ở được mấy ngày vậy cô? 4 ngày hay gì rồi? 4 5 ngày gì rồi hả? 4 5 ngày vậy đó. Đó cô nhớ đâu. Đi về rồi trời ơi, quay tôi thì có mình nên thằng này thì trai Út. Dạ. Rồi nó đi mặn cả năm nay nó mới về đó, về mừng chết. Hỏi sao mày dắt thằng này con ai vậy? Con nó, tôi. Nó mới kể vậy đó, rồi tôi cũng hỏi nó. Dạ. Ở nhà con ở đâu rồi nó nói vậy, rồi hồi cái nó nói gì, hồi nó nói khác, hồi nó nói nó có mày em. Rồi hỏi em ruột mày sao? Rồi sao mà mẹ cha con bỏ con từ nhỏ, bà nội nuôi con mà sao con có em. Yeah. Nó mới nói em là con của cô nữa, mà chắc gia đình này chắc cũng không được tốt đâu. Yeah. À, tôi thì tôi nhận xét vậy đó. Dạ dạ đúng rồi. Chứ phải mà có người tốt thì đâu đẻ ra rồi đâu để cho bà nội nó nuôi, rồi tới nuôi cô nó bỏ cho bà nội nó nuôi con nhỏ đó nữa. Rồi thằng này nè nó hứa với bà nội nó để con đi làm, con có tiền con để cho lo cho con nhỏ này đi học. Dạ. Mà nhưng là đi rồi bị người ta lấy tiền hết, đi hết rồi người ta đưa chưa đi qua. Rồi, có tiền đâu mà gỡ về. Dạ. Chưa. Rồi cho nên vậy là bé nó tâm sự với cô, lúc nào nó nhớ nó tâm sự phải không? Thì tôi hỏi nó chứ nó không có nói. Yeah. Nó ngồi nó nói rồi thằng này đi chợ đi đồ hay nó đi chơi này kia, rồi nó ngồi ở nhà tôi hỏi nó. Yeah. Lúc mà mình hỏi nó đồ này kia coi con có nó có bình tĩnh nó ấy, rồi mình hỏi nó coi nó nhà quê con đồ này kia. Yeah. Rồi được mấy anh em nó nói là hồi đó đẻ ra nhỏ xíu ba mẹ nó bỏ nó hết rồi, rồi không ấy, rồi bà nội nó nuôi. Yeah. Rồi một hơi thì nó nói nó đi làm, ôi tầm lum hết trơn. Yeah. Không biết đâu. Đây là lời chia sẻ của mẹ của anh Thương. Thì qua thời gian bé ở là 4 hoặc 5 ngày thì bữa nay cả tuần nha. À, cả tuần ha. Yeah. Thì mỗi ngày cũng nắm được một số thông tin. Thì Phong đi tới thì cô đã nói những cái gì cô biết hết. Thì cũng quý cô chú anh chị hãy nghe rõ cái câu chuyện này và truyền tải thật nhiều cho bé nó được biết là ba hoặc mẹ đi tới tìm, hoặc là người thân của bé đi tới tìm dẫn về. Tại vì hiện tại giờ đó là bé đang ở nhà của anh Thương và của mẹ của anh Thương đó, thì cái này là một cái nơi rất xa luôn rồi đó, giữa Bình Dương hay là Bến Tre nè, rồi có khi là ở Bằng Lăng, là ở Long Xuyên đúng không? Long Xuyên. Cái xí nhà nó nói cái xí nhà nó là ở cầu Bằng Lăng. Cầu Bằng Lăng. Chỉ là cầu Mang Đường Cò với Cần Thơ thôi. Dạ, Cần Thơ đó. Chỉ có đó thôi, đi cầu Bằng Lăng. Đường Cò nằm ngay cầu Bót á. Nên quý vị cũng xác chứ định dùng thơm. Có mà cầu Bằng Lăng đó. Mình khoanh dùng. Có. Long Xuyên cũng có Bằng Lăng đó. Khoanh dùng để mà định hướng, để mà giống như lấy cái hình ảnh của bé Ngọc á. Thì quý vị hãy ra chợ. Cái này đi ra chợ đó, nó hay nhất. Trời ơi, mà con đi đâu ra Bình Dương vậy? Nó đi làm hồi đó nó còn tỉnh nó đi làm cái gì đó. Để chạy lại đi. Nè. Con đi đâu ra Bình Dương? Đi làm. Đi làm cái gì vậy con? Bốc xếp. Bốc xếp cái gì vậy? Dầu ăn rồi. Dầu ăn đó hả? Con làm đó mà được bao lâu rồi?
Làm lúc làm bốc xếp của Bình Dương á, con làm được năm không? Không, được hai mấy ngày ha, không gần lên luôn chưa trả tiền dọn. Là con trốn hay là ta đuổi? Nghỉ, không trả tiền nghỉ. Vì bữa nay điện mà bắt máy cho ông nội. Nhưng mà rồi nghỉ cái chỗ làm dầu ăn rồi đó, thì con đi đâu? Là bộ không có tiền bà bóng bắt. Đâu có bộ. Qua rồi mang điện không bắt máy, con tính hỏi cái vụ mà thằng mập sim đó quýnh mập nhỏ nè. Cái sự thật là có không á mà. Cái lúc mà nó lấy mỗi lớp, cái lúc mà lấy mỗi lớp quýnh ông có biết không? Rồi cái những trận mà quýnh mà đạp nó rồi tán đầu nó hoài luôn, ông biết không? Vậy là ông biết rồi. Trời ơi, mới gần ghe gần chạy vô nè, nó phơi mực á. Nó kêu lấy cái chìa khóa gì đó, gọi ra nó dến cây mỗi lết đó. Bởi vì ông ba đồ nãy kia thấy trơn à. Rồi mấy ông kia hôm nay sao còn tiếng cũng biết nữa, mà sao điện không áp máy chứ. Để điện ông lại thứ đây chút. Sẽ xác định nhiều thông tin từ nhiều người á, và người nào á là biết rất rõ là bé có bị đánh hay không, bị bạo hành hay không. Và qua nhìn trên thân thể của bé đó thì thấy bên vai phải thì có dấu hiệu là bầm, đụng vô thì bé nói là bị đau á, thì mình chỉ biết nhiêu đó thôi. Còn có những cái giống như là có những nhân chứng để mà thấy bé là bị đánh đó, thì cái đó là một cái nhân chứng thuyết phục. Chứ hiện giờ hỏi bé thì cũng như không, tại vì bé nó hiện giờ là lơ lơ quá, chắc khả năng bị đánh rất nhiều. Hồi đó đánh con nhiều nơi lắm hả? Mỗi ngày luôn hay sao? Mỗi ngày. Rồi có cho con ăn cơm không? Rồi chứ. Rồi khi con bị đánh trả, đánh nhiều con có đánh trả lại không? Lại đi. Đánh trả chắc nó thảy chúng sẽ bị có không quýnh này. Trời ơi cái tuổi này nãy 4-5 người không ăn mát vậy. Từ từ đi không sao đâu, nhưng mình muốn tìm là mình phải có cái thời gian mình đợi chứ đâu có gấp gáp được. Sau cái sự việc mà đi biển giờ bị bạo hành nhiều quá anh không? Vừa rồi cái ông kia ông lớn luôn mà còn bị bạo hành nữa đó. Trời ơi là trời, mình coi mình bức xúc luôn. Mình đi mình khôn khéo mà nó đã. Đó, mình vô đường cùng mình phải cắn lại. Với... Nhưng mà ông nội đó hả, 3-4 thằng rồi sao rồi chứ? Quốc luôn. Rồi Hải Quốc thì nó thảy ông xuống biển à. Thảy xuống biển. Quýnh hoài thảy xuống biển. Đừng có dẫn chơi. Một nhóm và một mình á là không có ông mà chống cự là nó thảy thiệt chứ không phải giỡn luôn đó. Nhưng mà nó có khờ nữa nè, bọn ông nội kia cũng khờ nữa đó. Cuộc sống bây giờ ai cũng mưu sinh kiếm tiền hết trơn mà chi vậy trời. Ác quá vậy. Chó mà ông vô đường cùng nó cắn lại chứ đâu. Đúng rồi đó. Dí vô đường cùng thì sẽ cắn, nhưng mà thằng này nè anh nhìn nó đi. Nó có khả năng nó chống cự không? Nó khờ thấy mẹ luôn nè. Và cái thời gian bạo hành giết rồi nó mới khờ vậy nè. Chứ em nghĩ là hồi đó nó biết đi Bình Dương, nó biết làm bốc vác này nọ là nó cũng đủ tỉnh táo đó. Giờ con còn nhớ một cái gì đó mà con chia sẻ với chú không Ngọc? Cũng nhớ gì luôn nữa trời. Đây nè, con có muốn là muốn biết nhà không? Con có việc con nói lớn lên đi. Con muốn biết về nhà, con muốn về nhà không? Muốn về nhà không? Đưa tiền bà ngoại con đi. À, con muốn đi tìm không? Đưa tiền bà ngoại con với anh Hương làm. Để nói tìm được nhà rồi cho bà nội hay thăm bà nội rồi đưa tiền cho bà nội vợ ấy. Rồi theo em đi làm lại. À, vậy là con thấy anh Hương thương con phải không? Vậy là con cũng vẫn muốn đi làm biển ha, đi tàu ha. Trời này là nó mến, thương rồi. Đúng rồi. Những người khờ đó nó suy nghĩ đơn giản lắm, người nào thương nó thương lại thôi. Rồi người ta nó lâu quánh rồi sao nó lâu về hỏi anh thương cứu con. Dạ. Đó thì ai cứu mày vậy mập anh hỏi tới ai cứu mày. Nè, trên dưới ghe đó mà những lúc mà bị đánh á, ai cứu con? Anh Hương. Ông cứu làm sao?
Hả? Tú sao nói ơi? Lúc bị đánh ảnh nhảy ra ảnh can hay sao? Nói gì nói? Nói gì nói đi con. Chú đang bảo vệ con đó. Người ta bảo vệ mày đó, mày bị đánh là anh thương lại can mày, anh thương không cho người ta đánh mày hay là lý do gì mà mày nói cho mấy chú biết. Để nó cho tự nó. Mình nấu vậy đó cho nó cứu nói. Chú đi là 100 cây á để mà tới đây để mà giúp con đó. Cái gì con cứ việc con nói đi. Sao? Khờ quá chứ khờ luôn. Này nó ăn trúng thật hết đi vậy. Hay là giờ này giờ nhậu rồi không ơi? Về nhậu xỉn hết trơn. Thì thương cũng đã liên lạc rất nhiều người đã có mặt ở trên ghe tàu đánh cá đó. Nhưng mà hiện tại giờ thì cũng chưa có ai bắt máy và chưa có được cái thông tin là bé Ngọc nó bị bạo hành như thế nào. Đó, nó bị tra tấn như thế nào, nó bị đánh đập như thế nào. Nhưng thương cũng muốn là một mình nói thì sợ người ta không tin. Thương muốn có một hoặc hai người nữa để mà cùng lên tiếng để mà giúp đỡ cho bé. Điện được mà không hát máy cho quê. Không hát máy. Thì chứ nữa nó đeo mà không hát máy ha. Dạ này là trong. Dạ. Chắc xây nữa rồi. Dạ dạ dạ. Tôi có nhậu luôn, hôm nay bệnh chết. Cái gì hồi hẹn gọi lâu quay. Cái chia sẻ của anh Thương á thì quý vị cũng đã biết, cái tâm anh tốt, anh đã thấy bé Ngọc vậy đó nên anh không có để cho bé đi lang bang. Là anh Thương cũng đã dẫn về để mà cho ở đây như là anh em hay mẹ nọ đó để mà nuôi nấng trong tạm thời trong lúc này để mà anh Thương hay là anh kia liên lạc em liên lạc anh là cái người anh của anh Thương ha. Đã liên lạc với Phong và nhờ là tìm nhà cho bé và bé bị thất lạc rồi nghe nói đi bị buôn bán người tùm lum ra cho đó nên Phong phải tới đây để tìm hiểu thực sự như thế nào, thực hư như thế nào và giúp bé, định hướng bé là bé ở đâu, bé muốn như thế nào. Và tới đây thì đã thấy cái gương mặt của Ngọc là quá khờ. Không biết cái khờ này là khờ từ bụng mẹ hay là do bị đánh đập rồi bị khờ như vậy. Thì sẽ có những cái nhận định, những có tìm hiểu qua lời chia sẻ của anh Thương và những người bạn cùng trên ghe. Quý vị hãy chia sẻ đi quý vị. Nhiều thật nhiều để mà hình ảnh của bé Thương, bé Ngọc á được lan tỏa mỗi nơi, mỗi vùng để mà xác định là bé nó ở đâu. Đúng rồi, tao đi Kiên Giang rồi đó. Phong sẽ đi Bến Tre dẫn bé đi về cho bé nó gặp với bông. Nội hoặc ngoại. Đúng rồi đó, nói gì nó lại là thù nữa lại đi ghe rồi. Là em nghĩ đi Bến Tre rồi đó. Thiệt mà. Đi ghe này. Đi rồi sợ đây rồi nó lấy thằng này lên lấy nè. Rồi quánh nó đồ này kia nó sợ chắc nó. Không sao. Mình bây giờ trước tiên là mình cứu người trước đúng đi rồi. Mình trước rồi sau này đừng muốn đi làm đâu đi. Dạ không mà thấy anh Thương anh nội bây giờ ảnh đã giúp nó là ảnh không sợ rồi đó, bị đánh mà ảnh còn can thiệp trên ghe luôn mà ảnh sợ có vấn đề gì nữa. Cái vấn đề trên tàu trên biển là hả mà ảnh còn can thiệp được mà điện thoại không máy cho anh này. Dạ thằng này nó đi nhiều năm rồi chứ lơ khơi hả binh bậy nó bắt nó thảy vô biển chết mẹ đó thấy chưa. Con nhìn con cũng hiểu cái sự việc đó là vậy luôn mà thiệt luôn á. Không nhưng mà nó đi thời gian sau đó, đi mà tôi nói cái thằng này mà không có thằng này dám mà có một thời gian nó giục với xâm thiệt đó vậy nó bắt về nó nhốt nữa qua tết đi nó bán nữa qua tết đi nó có quại vậy làm lên nó lấy tiền bởi tôi nói cái thằng này nó hô mẹ ơi con cũng không ai bán con được đâu. Tại vì con cũng đi nhiều năm rồi, con biết. Đúng rồi, chỉ có mấy như bé Ngọc rồi nè. Trời ơi, ai nuôi thì tính là đi theo thôi, chứ biết cái gì. Giờ không, con không biết định hướng sao nữa. Bây giờ là hãy nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm để mà giúp bé đi. Chứ bây giờ là hỏi Ngọc á, thì Ngọc cũng mơ hồ quá. Không có xác định rõ ràng là ở địa phương nào, ở vùng nào, có khi Bình Dương nè, có khi ở Bến Tre nè, và nói ở Long Xuyên nữa, hay là Thốt Nốt nữa, tùm lum chân á.
Nghe nói Thương hình như cũng có mướn xe để mà chạy lại nhà đúng không? Có, em mướn xe đi về mà. Rồi sẵn thì hỏi đọc địa chỉ lại kiếm mà cũng không gặp. Tại vì lúc về nó nắm rõ thông tin rồi, chứ bằng chạy mình mướn xe mà tối thôi. Về tối đó. Nếu như mình chở nó đi cái khoảng đó để nó có nhớ nhà hay không vậy ha. Tại vì nói với em cũng nghi gan vậy đó. Thì nó chở em tới đó liền là em biết đường về nhà. Tại vì đó em đâu biết đâu. Chứ hỏi này kia cũng biết. Cái tối quá em kêu tài xế chạy về, có về ở nhà anh đi rồi từ từ tính. Chứ tối thì đi kiếm cũng không được gì đâu. Là cái bữa đó là mới vừa lên tàu luôn hay tàu dưới lên bờ? Xe em bao xe từ ở Bến Tre về. Bến Tre về luôn? Dạ. Bao xe là kiếm nhà nó đó. Dạ. Chứ mình đi xe đò đâu kiếm được. Dạ đúng rồi, bao xe mình mới đi ngõ ngách này nọ được chứ.